cái bàn. Bạc gì đồng này hả? Đúng rồi. Thêm 100 ngàn mới đổi nữa. Đúng chưa? Chưa 100 ngàn mới đổi nữa.
Trần thờ phụ gì mà điện thoại mẹ nó giờ chưa qua tới mình sợ dữ lắm, chở đồ qua trước liền. Xe đi hết 100 ngàn ở Bình Điền, Bình Điền Bình Điền luôn. Rồi bữa nay bên đi nữa nghĩ sao nghe nghe thấy gì mà nói sao mà không bán rẻ tao được. Thank you.
ok.